Xin chào tất cả mọi người, hôm nay bên đèn hoàng gia.vn xin giới thiệu mọi người mẫu đèn LED chiếu cây công suất 36W, ánh sáng màu vàng, chiếu thực tế vào cái cây khế cao khoảng 6m, rất là sáng. Đèn đang là sử dụng nguồn điện 220V, mình sẽ đứng xa một xíu để nhìn thấy nó rõ hơn nhé, rất là sáng. Bình thường nó ánh sáng nó là màu vàng nhé, không phải màu ngả trắng như vậy đâu. Nhưng qua cam thì nó nhìn nó hơi ngả trắng. Đây. Cây cao, cây khế này tán lá rất là dày cho nên là cái ánh sáng của nó bị chắn nhiều, trên ngọn nó sẽ hơi ánh sáng nó hơi yếu một chút thôi vì do bị chắn. Còn cái luồng sáng của đèn thì chiếu thoải mái cái cây này. Đấy, sáng sáng rực rỡ luôn. Thì đây là mẫu đèn này. Loại này thì mình review có nhiều video rồi. Nó là bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện với tiêu chuẩn IP66 chống nước ngoài trời. Cái mẫu này là nguồn điện trực tiếp 220. Cách lắp đặt thì mẫu này rất là đơn giản, nó dạng chân đế. Mình bắt vít trực tiếp vào nền bê tông hay là gạch chất trụ. Họ có thể mình sử dụng chân kim để cắm trực tiếp vào bãi đất bãi cỏ, loại chân kim thì lắp đặt nó dễ hơn. Mẫu đèn này ngoài ánh sáng vàng thì còn có ánh sáng màu khác như là màu trắng, màu trung tính, màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá và màu tím. Và loại đổi màu RGB và RGB tức là red, green, blue. Ba màu cơ bản phối kết hợp thành 4 màu nữa là thành 7 màu, gồm có là đỏ, xanh lá cây, xanh dương, xanh lá, xanh lơ, trắng vàng và màu tím. Thì cái loại đổi màu đấy thì nó sẽ nháy tự động và có nhiều chu kỳ nháy nhanh nháy chậm. Đối với đèn một màu thì có thể sử dụng nguồn điện là AC hoặc DC. Đèn đổi màu thì bắt buộc phải sử dụng nguồn điện AC tức là điện xoay chiều. Đèn này thì đang cắm trực tiếp nguồn điện 220V như mình đã nói. Ngoài ra còn có dòng là sử dụng nguồn điện 12-24V. Lúc đấy mình sẽ sử dụng cái bộ nguồn hạ áp để cung cấp điện cho đèn. Cái nguồn đấy thì mình đặt trên cao và đặt nơi khô ráo hoặc là mình có thể treo cũng được. Bên mình thì có nguồn sóng IP68. Với điện 12W hoặc 24W thì đèn rất là an toàn. Mình không sợ về điện giật. Đấy, mình vẫn khuyến dùng là nên sử dụng nguồn điện là 12-24V. Một cái nguồn thì có thể lắp cho nhiều đèn, còn công suất của nguồn thì sẽ dựa vào tổng công suất các đèn, khoảng cách giữa đèn với nguồn để tính. Khi mình dùng loại đèn 12-24V thì mình phải mua cái nguồn thêm nguồn, nhưng mà cái chi phí nguồn thì nó so với chi phí loại 220 thì nó cũng không chênh nhau nhiều. Đấy. Khi dùng 220 thì bắt buộc mình phải đi đường ống điện, nó phải an toàn hơn nên tốn chi phí. Thì ai có nhu cầu cần tư vấn hay cần mua hàng thì vui lòng liên hệ với đèn hàng gia qua số điện thoại là 0393 392 666 hoặc là số Zalo cũng là như vậy. Đấy. Bên đèn hàng gia xuất hàng toàn quốc. Xin cảm ơn tất cả mọi người.